Hello, xin chào tất cả bạn đến với channel của chú Hề Mini. Và ngày hôm nay thì chú Hề Mini sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn làm một nhân vật mà tất cả các bạn nhỏ đều rất là yêu thích. À, các bạn biết đó là ai rồi đúng không nào? Đó chính là Doraemon. Rồi, để làm được con Doraemon này thì chúng ta cần có 3 quả bóng. À, là cần có 2 quả bóng xanh và 1 quả bóng trắng và có thêm một mẫu bóng nhỏ màu đỏ nữa để làm cái mũi con Doraemon. Bắt đầu vào bài tập của mình thôi nào. Đầu tiên, với bông bóng màu xanh dương, chúng ta bơm lên khoảng 2 hơi rưỡi. 1, 2, rưỡi, rồi. Chờ một đoạn cũng khá là dài nha các bạn. Đó, cột lại nào. Rồi, đầu tiên chúng ta tạo một hạt đậu. Rồi, khóa nó vào nè các bạn. À, sau khi khóa vào thì được như thế này. Sau đó chúng ta to khoảng 3 ngón tay, tạo thêm một đoạn hạt đậu nữa. À, để làm tay Doraemon nha các bạn. Tiếp theo chúng ta tạo thêm một hạt đậu nhỏ nữa. Đây, nhỏ thôi các bạn, và khóa nó lại. Hạt đậu, khoảng 3 hạt đậu này cũng được. À, sau khi nó sẽ được hình thù như thế này. Và tiếp theo chúng ta sẽ bơm bông bóng trắng lên. Bông bóng trắng thì chúng ta cũng khoảng 2 hơi rưỡi. 1, 2, rưỡi, rồi. Cũng chừa một đoạn khá là dài nha các bạn. Nhìn theo chú Hề Mini nè. Rồi, đầu tiên chúng ta gắn nó vào cái đốt đây. Tiếp theo chúng ta tạo một hạt đậu bằng với hạt đậu này và khóa nó vào bên chung với hạt đậu này luôn. Đây, nó sẽ ra hình thù như thế này đây các bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta tạo một khoanh tầm 4 ngón tay nha các bạn, bóp nhẹ một cái, gắn nó vào chung với đây. Rồi, sau khi tạo khoanh thì nó như thế này đây các bạn. Sau đó chúng ta dùng bông bóng trắng, chúng ta tạo khoảng cách khoảng 3 ngón tay. Đây, luồn cái này qua bên này. À. Sau đó chúng ta tạo một hạt đậu nhỏ. Nhỏ xíu thôi nha các bạn. Đây. Rồi, tiếp theo chúng ta tạo một hạt đậu lớn khoảng 2 ngón tay. Rồi, chúng ta khóa nó vào bên trong này. Nó sẽ ra hình thù như thế này. Và tiếp theo chúng ta sẽ tạo thêm một hạt đậu nữa. À, làm hai con mắt đó với các bạn ạ. Một hạt đậu nữa. Và chúng ta cũng khóa nó vào bên trong đây luôn. Nào, bóp mạnh lên các bạn. Đẩy mạnh vô. Đó, làm nó mắt vô. Làm sao cho hai hạt đậu này nó phải tương đối bằng nhau. Là hai con mắt của nó, của Doraemon đấy các bạn ạ. Sau đó chúng ta sẽ đo khoảng cách khoảng 3 ngón tay. Tạo một khoảng cách. Và gắn nó xuống như này. Và tiếp tục chúng ta đo một khoảng cách nữa bằng với khoảng cách này và gắn nó lại trên mắt này. Đây các bạn ạ. Và mặt còn lại chúng ta cũng đo một khoảng cách bằng với khoảng cách còn lại và gắn nó tiếp tục xuống bụng, xuống cổ. Chú Hề Mini xin lỗi. Sau khi đo 3 khoảng cách bằng nhau thì cái mặt của Doraemon nó sẽ ra như thế này. Rồi, bắt đầu chúng ta tiếp tục dùng bóng bóng màu xanh dương. À, chúng ta vòng qua cái đầu của Doraemon. Đó, như thế này nha các bạn. Và chúng ta bóp thật mạnh để nó đẩy hơi lên. Rồi, sau khi bóp thật mạnh cho nó đẩy hơi lên thì chúng ta gắn nó vào chỗ cái cổ này. Rồi. Sau khi gắn thì nó ra cái mặt của Doraemon như thế này nè các bạn. Sau đó, công đoạn tiếp theo của chúng ta sẽ là làm cái mình của con Doraemon. Cái mình chúng ta đo khoảng 4 đốt tay nha các bạn. Rồi, chúng ta nối hai cái bong bóng này lại với nhau luôn. Y chang cái mặt thì chúng ta sẽ đo bằng với đoạn này, gắn lên đây và tiếp tục bằng cái đoạn này, gắn xuống dưới đây. Cái đoạn gắn xuống. Rồi, cái này hơi căng thì chúng ta dùng cái này tạo một đốt nhỏ để gắn giữ lại. Tạo một đốt nhỏ và gắn xuống đây nha. Đoạn này thừa thì chúng ta ngắt nó đi. Rồi, cột nó lại. Chắc nó lại nha các bạn. Thank you.
đốt nhỏ, bắn nó vào đây. Rồi, sau khi nó sẽ thành hình thù như thế này, tiếp theo chúng ta sẽ bơm thêm một bóng màu xanh dương lên. Bơm bóng bóng màu xanh dương lên cũng y hệt bóng xanh dương, chúng ta bơm khoảng 2 hơi rưỡi. 1, 2, rưỡi. Rồi xong, cột nó lại nào. Và chúng ta sẽ dùng một hạt đậu, chúng ta sẽ dùng một hạt đậu nhỏ, đá nó lại, cột lại như thế này. Tiếp theo chúng ta làm cái cánh tay còn lại, hạt đậu vừa, làm sao cho bằng cái cánh bên tay bên này, à, bằng cái cánh tay bên này nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ gắn nó vào bên còn lại. Sau khi gắn thì nó ra hai cái cánh tay của Doraemon đây. Xong, chúng ta tạo một đoạn, gắn nó xuống dưới đây, tạo nó qua bên hông nha các bạn. Tiếp tục chúng ta tạo một đoạn, gắn nó lại trên cổ, bên hông còn lại. Và còn lại chúng ta gắn nó xuống giữa nè. Rồi, sau khi gắn thì nó ra cái mình của con Doraemon là sẽ như thế này nè các bạn. Rồi, công đoạn của tiếp theo chúng ta sẽ làm cái chân. À, chúng ta sẽ làm như một bông hoa khoảng 3 ngón tay. Rồi, bóp một cái nhẹ cho nó đẩy hơi. Khóa một cái nào, gắn nó vào bên trong này. Rồi, tiếp tục chúng ta tạo thêm một bên nữa như bên này, gắn vào. Nào, khoảng bằng. Bóp một cái cho nó đẩy hơi và tạo một khoảng gắn nó vào. Rồi, sau khi gắn hai bên thì nó sẽ hình thù như thế này. Cái đoạn này sẽ là đoạn tay cầm của con Doraemon. Sau đó chúng ta sẽ gắn cái mũi nó vào đây. Mũi thì chúng ta bơm một đoạn bông bóng màu đỏ lên. Chú hề mini đã bơm sẵn đây. Rồi, chúng ta sẽ tạo một đoạn, một hạt đậu nhỏ thôi nha các bạn. Đây. Rồi, chúng ta luồn qua cái lại này. Rồi, như thế này. Rồi, đoạn này thừa chúng ta ngắt bỏ nó đi. Bỏ nó đi. Rồi, hạt đậu nhỏ này chúng ta cột lại nè. Cột lại cho nó chắc chắn nha các bạn. Rồi, hạt đậu nhỏ. Chúng ta sẽ gắn nó vào mũi con Doraemon. Tên 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 tên. Xong, công đoạn còn lại của chúng ta chỉ là vẽ nữa thôi. Một con mắt, miệng Doraemon này, đầu, à, túi thần kỳ. Doraemon ơi, cho mượn cái món bà bối gì đi Doraemon. Đã xong, các bạn có thấy con Doraemon này như thế nào? Chắc cũng không phải là đơn giản nhưng cũng không quá phức tạp đâu các bạn ạ. À, các bạn hãy cố gắng nha. Rồi, mọi ý kiến thắc mắc gì thì các bạn hãy bình luận ở phía bên dưới và hãy đóng góp những ý kiến cho chú hề mini biết là chú hề mini sẽ sửa clip sau như thế nào để hướng dẫn các bạn tốt nhất có thể nha. Và hãy nhớ như thường lệ, đừng quên like, share và subscribe kênh của chú hề mini nha. Bye bye.